song song núi liền núi cùng ngân vang khúc nhạc thiết tha. Cái cây bưởi tam hồng mà cây đầu dòng Hà Bưởi Ngon lấy mất ghép. Hôm nay chính tay bác sẽ cắt cho Hà Bưởi Ngon. Đấy, ở trên này rất là mát, bao quanh là nhìn toàn cảnh toàn bộ bưởi từ dưới chân đồi lên đến đỉnh đồi, và rất là nhiều bà con để ý là đây là có những nấm chấm màu đỏ hoặc màu vàng, đó chính là những quả bưởi được bao trái. Và đi xuống đây một chút để đồi. Còn đây là những cây bưởi của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Đây là những cây bưởi rất là lớn. Những cây bưởi này tán rất là lớn. Ngon đến trang trại trồng bưởi của công ty và anh giám đốc đây, anh đang dẫn Hà Bưởi Ngon đi. Toàn bộ được trồng ở trên đồi núi. Đây. Khi nào họ thu hoạch thì họ mới tháo cái túi này. Em nói đây là giống tam hồng à? Đây rồi. À, đây là giống bưởi tam hồng. Giống bưởi tam hồng lá rất là dày, mỡ lá và đuôi lá nhỏ, bà con để ý nhé. Nếu sau này ở Việt Nam có bán giống bưởi của Trung Quốc nói là bưởi đỏ thì bà con phải để ý đuôi lá nhỏ này này, đuôi lá rất nhỏ và lá mỡ lá và dày thì mới chuẩn giống. Và lá rất là dày, bà con để ý này, lá dày này. Đây là giống bưởi tam hồng, giống bưởi quý nhất của Trung Quốc. Và Hà Bưởi Ngon đang đi vào tham quan một trang trại này rộng 5.000 hecta. Từ những cây bưởi đầu dòng lâu năm, to như gốc nhãn, gốc vải, như thế này. Đây là anh chủ, anh trực tiếp, anh tháo ra cho xem. Đây, đây màu của nó bắt đầu chuyển sang màu hồng hồng vỏ rồi. Đây là Hà Bưởi Ngon quay trực tiếp là bác chủ vườn mà cũng là người lai tạo ra giống bưởi tam hồng này để cho bà con xem thực tế. Và tí Hà Bưởi Ngon sẽ lấy mắt ở trên cây đầu dòng này. Cây bưởi này có tuổi đời trên 10 năm. Cầm quay cho anh, đừng để rung đấy. Vỏ rất là dễ bóc. Cùi mỏng. Người Trung Quốc cũng rất là mến khách, mặc dù mặc dù Hà Bưởi Ngon là người chưa từng sang Trung Quốc, đến tỉnh Phúc Kiến này ta cũng chưa từng biết, nhưng mà họ tiếp đãi Hà Bưởi Ngon rất là nhiệt tình. Mục đích là để trên cây này để cho bà con biết là cái quả bưởi ở trên cây, nhưng mà mạnh tay quá nó gãy mất rồi. Đây là bưởi tam hồng, để cho bà con biết là trước khi Hà Bưởi Ngon lấy mất ghép thì cũng đều có những video thực tế như này, trực tiếp tại vườn như thế này để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của chúng mình. Rồi, ok. Em bảo bác cắt cho anh mấy cái này. 现在打尾巴呢，然后。